Xin kính chào quý khán giả và bà con ngư dân. Trưa nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 có tên quốc tế là Sơn Ca. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng, Quảng Nam là khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là mạnh cấp 8 và giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ là khoảng 15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền, các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa dông mạnh, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị cho đến Phú Yên, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn sẽ có mưa bão, gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Với khu vực Nam Biển Đông, gió Tây Nam phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, mưa dông từ rải rác đến nhiều nơi, nên tầm nhìn xa chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, mặc dù không chịu tác động trực tiếp của bão, nhưng trong đêm nay và ngày mai, tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đến đảo Bạch Long Vĩ, gió Đông Bắc sẽ mạnh cấp 5, cấp 6 và giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao trên 2 mét, biển động, gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Khu vực biển miền Trung, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đến huyện đảo Lý Sơn, là nơi chịu tác động của hoàn lưu bão số 5, nên có mưa lớn khiến tầm nhìn xa giảm mạnh. Ngoài ra tại đây còn có gió mạnh cấp 7, cấp 8 và giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động mạnh. Thời tiết rất xấu nên bà con ngư dân tuyệt đối là không ra khơi cho đến khi tình trạng biển ổn định trở lại để đảm bảo an toàn. Vùng mây dông tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển miền Trung nên khu vực biển phía đông của Nam Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến Côn Đảo, mưa không xuất hiện nhiều. Dự báo trong đêm nay và chiều tối ngày mai, khu vực này sẽ có mưa rào rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, còn ban ngày thì trời sẽ có nắng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!